chào mừng anh em đến với kênh Dân Miền Tây. Hôm nay mình review dàn xe khủng của dân kênh Dân Miền Tây của mình. Chiếc đầu tiên. Đây là chiếc quay gì không biết. Quả Trung Quốc các bạn ơi. Không có nhà. Đây là cái lọc gió cái que gì không biết luôn. Đây là xe chở đá. Nước đá trong phải đá nha các bạn. Xe này thì mình đổi theo kiểu 2018. Đó. Đó chiếc này. Chiếc này là chiếc này xe zin. Chiếc zin mà bum ba ye, ba la bum gì đó, không biết. Đây cái này là để chơi. Này dục luôn. Rồi. Rồi gì đó. Này là bum ba ye nha các bạn. Tới chiếc mình ghi chiếc cúp năm 70. Đấy. Chiếc này thì hiện tại mình đang trả hộp dịch cho má mình. Đấy. Chiếc này của anh Cu Quay Đốc nha. Đây. Đây kiến chiếu hậu. Kiến chiếu người chứ mấy chiếu người chiếu ấy. Chiếu hậu. Cuối cùng là vừa tao giống hơn hai tên. Rồi xe này dở bạn ơi. Đó, xe này độc nhất đây nè, xe mình nè. Xe là xe đổi theo kiểu 2019. Đó là mình xanh, đầu mình tím đầu xanh. Đó. Đây là xe cũng của anh Cu luôn, anh Cu Quay Đốc. Xe đó của tao. Xe này thì này cái đầu hon đầu bùi gì đó. Không biết. Xe này hơi cũ các bạn ơi. Tới chiếc cúp này đi 50 nha. Chiếc này được độ cho mẹ mình chở bán hộp dịch. Đây. Đi băng nãy dụng cụ để bán hộp dịch à. Của mẹ tao được phá bay. Đó này là này là mình xi luôn các bạn ơi, mình xi là mình xi dán đó nha. Đây cũng là đầu cu luôn. Cái xe chụp âm trước. Rồi nổ máy lên coi. Tới giờ này xe này thì độ theo kiểu 220. Xi gút. Xi gút nóng sơn ngang này nóng sơn giả, sơn giả. 60.000, 60.000. Mình đòi thử cho các bạn nghe nha. Đi phá đàn nó chớp. Đây là cái tem bạn ngủ đường xa các bạn đó. Đây. Long An luôn, Long An tặng. Đó. Xe này mình nhìn lên các bạn ơi. Giật xe luôn nè. Rồi, giờ hôm nay mình luôn giật xe luôn nha anh em. Chạy luôn. Test từng chiếc hay là giật nguyên một hàng. Nguyên hàng luôn. Đem. Quay nè, mang lính mình các bạn ơi, lính mình. Quay xe hả? Quay xe. Quay xe luôn. Này, quay xe. Rồi các bạn ơi, giờ mấy anh em mình sẽ test từng chiếc xe luôn nha. Ok, thì chiếc đầu tiên mình đã test xong. Rồi bây giờ mình test chiếc hai nha. Rồi bây giờ là tới chiếc xe thứ hai do bạn Minh Thi mình dạy. Đã cháu lên nào, đã cháu lên nào. Rồi bây giờ mình chuẩn bị review nha. Ok. Để mình để hết chiếc xe này qua là bắt đầu mình review nha mọi người. Chuẩn bị nè. Ok. Thấy đụng mẹ mình té từ vậy. Rồi chiếc này thì nhìn khá bình thường. Không có gì đặc biệt hết. Rồi tiếp theo là chiếc cúp 50 mình độ tới 1600cc nha mọi người. Rồi bây giờ là đó chiếc này thì mình thấy cũng khá là bình thường, không có gì đặc biệt mọi người. Bây giờ mình sẽ test thử cái này nha. 10 tỷ chạy yếu dưới trời. Trời ơi chết rồi. Ôi. Như chiếc này quá bình thường mọi người ơi. Rồi giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc xe khá đặc biệt. Chiếc này là độ tầm khoảng 2-3 tỷ gì á. Rồi giờ mời anh Nhí mình sẽ là người thực hiện cái chiếc xe này. Chiếc này là chiếc Mercedes phiên bản Việt Nam. Và sau đây là màn test xe khủng của team mình. Đây là chiếc xe khủng nhất của team mình nha mọi người. Mình sẽ test thử nha mọi người. Rồi. Đây là chiếc xe chạy với vận tốc tối đa là 10 km/h. Đây mọi người vừa rồi cũng đã được chiêm ngưỡng cái dàn xe khủng của team mình. Xe thì team mình thì cũng không có gì độc lạ và khác biệt so với những chiếc xe khác. Nhưng mà được cái là một chiếc xe mình mua xe cũ thì tầm giá khoảng 5-6 triệu, về sửa 7-8 triệu. Rồi. Chắc vui nha mọi người. Chiếc này là mang tính chất vui nha mọi người. Mọi người chắc giải trí. Yêu mến team mình thì lên nha mọi người. Rồi mọi người yêu mến team mình thì đăng ký kênh ủng hộ team mình nha mọi người ơi. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha.
chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.